xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh youtube set news today và blog kệ năng thắng Trầm com trong cái video ngày hôm nay thắng à, sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số những tin tức cập nhật nhanh về thị trường à, cũng như là token sẽ của chúng ta thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì những chia sẻ có thắng tất cả chỉ vì quan điểm cá nhân mục đích thông tin chứ không được xem là lời khuyên đầu tư À, nếu như cô chú anh chị và các bạn thích cái video này cũng như các cái video tương tự Thì có thể ấn nút like, share và subscribe Để lan tỏa cái video của Thắng tới với nhiều người hơn Biết tới cái channel cũng như là biết tới cái token Semoon thì à, ở trên màn hình cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đó chính là cái biểu đồ giá của BTC đang loanh quanh ở cái ngưỡng 30.000 thì nó đã ở cái ngưỡng này nó trong vòng cái thời gian là rất nhiều ngày rồi nó là khoảng tầm gần một tuần rồi một tuần rồi với mỗi cây nến đây là đang ở khung ngày thì chúng ta có đó 10 ngày đó thì cái ngày thứ 12 á thì cây nến nó đã tạo được một cây nến người ta gọi là nến pin ba thì đây là cái cây nến mà theo như các trader ấy, thì gọi là một cây nến xoay chiều và nó tạo ra một cái xu hướng tăng nhưng mà trên thực tế cô chú anh chị và các bạn có thể thấy nó chính là giá nó đã không tăng và nó lại đi sideways trong cái cái ngưỡng như thế này thế cho nên là ở cái thời điểm hiện tại thì cái mức giá của nó không thể biết chính xác được là nó sẽ đi như thế nào trừ phi nó phá được cái cái ngưỡng này à, thì đây là thằng kỳ vọng trừ phi nó phá được cái ngưỡng này còn bao giờ nó phá được thì chưa rõ thì bây giờ nó sẽ phải Uh, theo như thắng nhận định thì nó sẽ phải phá được các cái ngưỡng hỗ trợ ở đây rất là quan trọng nếu mà mình check ở cái khung uh, quích ấy, uh, khung wick thì nó nó vẫn đang chưa kết thúc và nó còn tận 9 tiếng nữa thì kỳ vọng là nó sẽ cũng tạo thành một cái cây nến và đuôi dài lên một chút nữa thì để nó 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 có thể uh, phá vỡ được cái ngưỡng thì cái ngưỡng ở khung ngày ở đây á, thì kỳ vọng là nó sẽ quay được ra lên trên cái ngưỡng của 31.400 thì nếu như nó trên cái ngưỡng này và nó phá được lên trên ngưỡng 31 600 này cho đến 31 32.100 này thì đáng nghĩ là nó có khả năng là sang tuần nó sẽ tăng nhưng tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan đến kinh tế cũng như là lạm phát rồi các cái chính sách của các cái cơ quan chức năng cho nên là thực sự bây giờ để đưa ra được một cái dự đoán của thị trường crypto cũng như là Bitcoin thì rất là khó. Các cái địa điểm xoay chiều nó tít ở trên này cơ nó ở ngưỡng 40.000 này này. Nó không phải ở cái ngưỡng dưới cho nên là không thực sự không thể đoán được đâu là cái điểm xoay chiều đây là cái auto fibo nó xác nhận thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là đây nó có những cái ngưỡng xoay chiều quan trọng là từ 39.800 cho đến 43.600 khi nào vượt đến ngưỡng này thì mới nói được cái câu chuyện là hoàn toàn tăng còn bây giờ nó chỉ là một cái hình thức tăng trong ngắn hạn, Chứ chưa thể nói được nó tăng dài hạn, mà thực tế ra nó lại không tăng, nó lại đền được cái đền đoạn này nó lại đập xuống, đó, nó vẫn nằm trong cái dạng này, thì còn rất nhiều rất nhiều thằng ngày nữa thằng lý nó mới lên được, đó, chứ không đơn giản đâu. thì đấy là về cái um, bitcoin, thì mình sẽ cập nhật một số những cái thông tin trên uh, what's trading guru cho cô chú anh chị. thì ở đây mình có thấy những cái thông tin đó chính là Uh, Dubai đã thành lập một ủy ban tập trung vào Metaverse. Đấy. Rồi uh, Terra đang phát thảo cái holding và dự trữ, đang tìm cách để mà uh, giải cứu cho cái đồng này. Rồi đô quân nói rằng họ đã sử dụng tất cả các dự trữ Terra để đảm bảo tỷ giá USD và UST. bay có hơn 89 triệu người dùng đã đăng ký xác thực, xác minh này. Rồi uh, Mặc cho những cái tin tức không được à, mặc cho cái 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 giá của mua à cái giá của Shiba Inu nó không được tốt. À, tuy nhiên á, giá Shiba Inu đã không được tốt. À, tuy nhiên là Shiba Inu đã và đang được chấp nhận tại hàng nghìn nhà hàng và trên 65 quốc gia trên toàn thế giới. Một cái tín hiệu rất là, là tích cực. Đấy thì cái nhà hàng Lavu và Verifone này cho phép thanh toán bằng Shiba Inu này đó coi được này, ETH được này. Đấy. Thậm chí là có cái tin vui vẻ đó chính là cái Dogecoin nó còn có giá trị hơn cả đồng rút của Nga. Đó. Rồi Luna đã tăng hơn phần trăm trong 24 giờ qua. Thì mình có thể lấy giá Luna nó tăng lên cái ngưỡng 0.00019. Hay thậm chí nó có thời điểm nó còn tăng lên hơn thế nữa cơ. những thời điểm nó tăng lên 0.00021 này. này. Đó, rất chi là là kinh khủng. Thế nhưng bây giờ nó tăng lên nó phải hồi xuống một chút chứ nó không thể nào mà nó Nó tăng mãi được Nó sẽ ở cái ngưỡng gọi là ngưỡng chấp nhận được thôi Rồi đến Kevin Olay nói rằng Biden không quan tâm đến việc thảo luận về crypto khi Xếp hạng cuộc thăm dò ý kiến của anh ấy nó dưới 31% Rồi toàn bộ cái market cap của thị trường nó quay trở lại cái ngưỡng 1,3 tỷ này à, 1,3 nghìn tỷ 1,3 nghìn tỷ 1 nghìn... à đâu Đúng rồi. đây là cái ngưỡng uh, một xin lỗi mọi người là 1 một tỷ một ba một tỷ con số thấp hơn rất nhiều so với cái thời điểm đỉnh điểm của nó rồi ecuador đã lắp đặt máy atm bitcoin đầu tiên của mình ở thành phố uh, quenca này đó rất là hay thì các cái nước nó cũng dần dần nếu mà họ cởi mở thì họ chấp nhận ngay còn các cái quốc gia kiểu như Việt Nam thì có thể là phải mất thời gian hơn chứ là không thể nào mà nhanh chóng được Đó. thì tin tức về thị trường ở thể hiện tại thì thực tế là mình thấy nó chả có gì nhiều cả nên là cũng không có nhiều tin để làm video cơ cũng rất là muốn làm video cho mọi người nhưng mà thực tế ra tin tức nó không có cho nên là mình có làm ra thì cũng chẳng biết nên nên nói cái gì với mọi người nữa cho nên là là bây giờ những cái tin tức về này thậm chí đây có cái tin mà cái sự tăng trưởng của uh, CG có đăng này tăng trưởng về cái lượng uh, người dùng crypto này thì Việt Nam mình cũng có nằm trong cái danh sách tăng những 30,8% phần trăm này cũng khá là vui ha. Uh, rồi uh, uh, bây giờ mình chuyển qua những cái tin về sẽ môn đi đấy, thì trong vòng 24 giờ qua Xemun uh, nó đốt được 12 triệu trung à, bình cứ một giây vừa rồi lại là đo được 71.000 mà thông báo thì mức giá hiện tại của xe đang ở cái ngưỡng khá là là vui đó chính là 0 0064 à, con số này là con số cao so với uh, những gì chúng ta kỳ vọng bởi vì là nó có một cái tin tức rất chi là mới đó chính là trên cái BSC Gem Alert nó có thông báo là xe đã mở tức là về cái cái hình ảnh giao dịch đó, đây là một chụp hình ảnh một cái hình giao dịch mua cái BTC trên cái môn Exchange đây chính là cái sàn giao dịch môn Exchange đây cái giao dịch của nó thì chắc là chúng ta đã loáng tháng thấy đâu rồi tuy nhiên là môn đã đăng tin chính thức thì đây thắng đã có chụp ảnh và tháng nay cũng có đăng lại cho mọi người xem rồi á không biết là còn giữ được này không à, chắc là lại xóa đi mất rồi à, đâu nhỉ ở trên thắng lại lại đăng ở trên đấy rồi trên uh, sáng nay là không có máy là đăng vào điện thoại. Thì chắc chắn là có lưu ở trên đâu đó. À. Thì chắc chắn là phải có chứ. Để mình uh, kiểm tra lại. Thì rõ ràng là sáng nay là có đăng cho mọi người cái hình ảnh chụp hình ảnh cái xe môn rồi đó đâu nhỉ đó. bị xóa rồi sao ở cái hình ảnh nó bị tự động bị xóa rồi rõ ràng mình nhớ mình có đăng rồi đó nhưng mà không biết là lý do tại sao nó lại đâu mất nó chắc khả năng cao là bị xóa thì đây đó là cái hình ảnh mà BSC chụp lại này đó thì đấy là cái uh, sẽ môn exchange thì không biết lúc nào nó ra mắt nhưng mà nó cũng là một cái thưởng nó cũng là một cái uh, tín hiệu tích cực hơn thì nó cũng là lý do cho cái giá của sẽ mua nó nó bay lên à. thì cũng là một cái tốt rồi thì uh, nó có cả cái bị <laughs> bainen pizza này cũng khá là vui vẻ nó là nó có cái gọi là có vẻ như là bài ceo bainen thích ăn pizza với uh, dứa này rất <laughs> chi là vui vẻ rồi thì đây là cái tổng hợp chung chung dành cho chúng ta về những cái lượng người holder tổng cung rồi lượng đốt đây nó có hết trên này rồi thực tế là nếu như cô chú anh chị muốn tìm hiểu những cái thông tin này rất là dễ mình chỉ cần lên trên mạng trên twitter mình gõ thôi thắng chị cũng chỉ tổng hợp lại cho mọi người chúng ta làm sao chúng ta ừ, có những cái thông tin nó cụ thể đấy còn sếp môn đấy người ta cũng đây cái hình ảnh của sếp môn này nó không phải là tất cả đâu nhưng mà đấy chúng tôi đang làm những cái cover của nó, đây là những cái giao diện chính của nó này. Có thể nó sẽ thay đổi, nó không đúng tuyệt đối, thế nhưng mà trong tương lai là nó có khả năng nó sẽ sẽ là như thế. ấy thì chúng ta sẽ à, cân nhắc. À, cái việc đầu tư sẽ môn bởi vì nếu như chúng ta bây giờ mới đầu tư ấy, thì nó là câu chuyện rất là khác so với việc chúng ta đầu tư từ một vài tuần trước. Vì là thị trường bây giờ nó cũng đang có giới hồi phục còn bây giờ cái thời điểm vào lệnh à, thời điểm vào xếp mun thì thắng nghĩ là chẳng có thời điểm nào tốt hơn thời điểm hiện tại bởi vì là mình chỉ có vào để mình hầu lâu dài thôi còn nếu mà vào để ăn gọi là chết đinh hoặc là ăn một thời ăn một điểm ngắn mình cắt đi thì thắng không có không có lời khuyên gì cho mọi người cả vì là thắng không làm phải không theo cái phái gọi là chết đờ chết đinh cho nên là chịu mình không có có đưa lời khuyên gì được hết còn nếu mà đầu tư dài hạn thì rõ ràng thắng theo quan điểm của thắng là sẽ mua nó sẽ có cái cái sự tăng trưởng nhất định tất nhiên ai cũng mong muốn sẽ lên một đô à, nhưng mà nó còn là cái câu chuyện tương lai rất là dài chứ không phải là nói một cái làm được ngay đấy, còn bây giờ cứ ra mắt được exchange đi cứ ra mắt được global tokenomics đi rồi phát hành các cái thẻ sẽ mua khác đi thì nó thì câu chuyện nó sẽ đi tốt hơn thắng nghĩ có thể sẽ mất đi bớt một số không hoặc hai số không nào đó thì đấy cũng là một dấu hiệu tích cực và thời điểm hiện tại là Thắng nghĩ là mọi người cũng đã đủ thừa kiên nhẫn để biết rằng là chúng ta đang đi trên một cái con thuyền dài đằng đẵng với quá trình một con đường dài đằng đẵng không thể biết được cái đâu là cái đích trong dài hạn nữa. Còn ngắn hạn thì rõ ràng là ai cũng kỳ vọng là sẽ tăng. Nếu như cái market cap của thị trường tăng lên, Bitcoin tăng lên thì rõ ràng là sẽ mua nó cũng sẽ cũng là cái đà cho nó tăng lên. Chứ không thể nào mà nó đi hết mãi được như cô chú anh chị chúng ta cập sử dụng ví môn thì có thể bắt đầu cập nhật được rồi. Cập nhật trên cả iOS và Android nó cũng có những cái thông báo ở đây rồi đây này. À, thì đấy mình lướt qua những cái thông tin của môn thì rõ ràng là nó chẳng có cái cái tin gì nhiều đâu ở thời điểm hiện tại đâu. Cho nên là rất khó có thể gửi tới mọi người cái thông tin gì nó hay ở à đây cái tin về việc mua bán đây thì cái tỷ lệ mua bán 71 này trong vòng 24 giờ qua thì cái lượng người mua là 1455 người còn lượng người bán là 195 thôi Và cũng là một cái tin mang tính chất tích cực còn thấy thắng cho anh chị cô chú anh chị xem qua cái lượng sử dụng thể hiện tại này là cái khối lượng mua rất là nhiều nhưng mà cái số tiền mua thì cũng không nhiều lắm anh quanh cũng chỉ vài chục đô này bán cũng có à, cũng không phải là ít đâu Đấy, thở thể hiện tại là mua bán là cũng là là, là nhau đã nó cũng là, là, là nhau không có thay đổi quá nhiều Hy vọng là ngày mai cái tin tức nó có nhiều hơn để gửi tới cô chú anh chị và các bạn à, Thì còn hiện tại thì cũng chưa có cái gì nó to tát cả Còn trên cái xe môn lowdown thì nó cũng chỉ cập nhật một số những cái tin tức về cái việc ai có nhu cầu mua cái Những cái sản phẩm như quần áo rồi đồ lưu niệm mà gắn cái logo xe thôi Thì 7 ngày nữa là có thể đặt hàng à. Rồi cũng một số những cái thông tin về cái sự hợp tác giữa xe và cái Glow V2 à, Nó cũng bắt chiếc nhau nói chung là cũng không có gì là, 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 ấy thì ở đây như một cái bài viết đại diện cho những cái semun Army họ viết đây này thì thì semun là một công ty tuyệt vời tôi tin tưởng và mong muốn và khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên của họ mặc dù có những ấn tượng về các cái sản lượng sản xuất bị tụt hậu hay chẳng hạn như giá mắt sản phẩm tuy nhiên nó không quá chậm à, phản ứng <laughs> nó không quá cương điệu của những người quản lý kỳ vọng kém có thể dẫn đến hành vi xấu và thậm chí thúc đẩy những kẻ xấu biện minh cho cái hành vi vì ác ý và ý định lạm dụng của họ Đó, tóm lại là chưa thấy cái vụ hách hoặc gian lận nội bộ nào sự giả dối thách thức của các lý tưởng và nỗ lực tức quyền xác thực của những triết lý đó dưới thời John đã bắt đầu bị rửa trôi thời đơn giản vì chúng thiếu bản chất đó là thành viên của cộng đồng chúng tôi nhìn thấy trực quan tác động là kết quả của định hướng của John sự hỗ trợ của sếp môn đối với sự an toàn của người dùng cuối sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng bên trong và bên ngoài làm giảm khả năng xảy ra các mối đe dọa nội gián đó ngoại là đây là một cái bài viết của sếp một sếp ami bài viết này nó chỉ mang quan điểm cá nhân và nó đang ca ngợi sếp ừ, tất nhiên rồi chúng ta là người đầu tư và nói là chúng ta mong muốn nó có những điều tốt đẹp và hy vọng những cái lời của cái bạn này nói nó cũng có một cái tín hiệu tích cực cũng như làm cho cái cộng đồng Cmonomi có một cái uh, niềm tin hơn uh, hy vọng là như thế rồi tin tức uh, về tiền điện tử thì nó cũng chỉ quanh quanh cập nhật là về các cái chỉ số S&P 500 này giảm 20% rồi nhà đầu sáng lập Ethereum Vitalik Buterin nói rằng sự hợp nhất sẽ sớm xảy ra đó, như hợp video trước thằng con nói nếu mà cái sự hợp nhất nó xảy ra thì rõ ràng là cái khả năng đào Ethereum nó không còn nó sẽ chuyển từ cơ chế Proof of Work sang Proof of Stake tức là chúng ta sẽ dùng cái cơ chế gọi là staking à, như một số các cái đồng coin đang làm rồi hạ viện Hoa Kỳ giới thiệu dự luật cho phép Bitcoin và các cái vốn muốn k này Đó. đấy là dự luật đóng vai trò là đồng hành của hạ viện với đạo luật tự do tài chính năm 2022 của thượng viện được đưa ra vào đầu tháng này Dự luật của hạ nghị sĩ Donald sẽ cấm bộ lao động của Tổng thống Joe Biden hạn chế loại hình đầu tư tự định hướng 401k. Các nhà đầu tư tài khoản có thể đầu tư thông qua sổ môi giới. Đó, đây, cái khối lượng mua bán nó sẽ sở hiện trực quan hơn về cái hình ảnh Đó, ở đây. Rồi, khối lượng giao dịch đây là ngày thứ 105 này là trong tuần này là cái Swap của chúng ta đã thêm được 20.000 đô la LP và được cung cấp bởi 5.971 đô la cho cái hệ sinh thái và đã đốt được 3.582 mã thông báo sửa đô la tương đương với mã thông báo sửa môn đó. tức là thêm được 2.000, 20.302 đô la vào cái thanh khoản trong đó nó cung cấp là 5.971 đô la cho cái hệ sinh thái và đốt 3582 đô la tương đương với cái mã thông báo sẽ môn nó được quy ra đó. tức là ví dụ khoảng hơn 1.000 đô la là khoảng 1 triệu đấy nên khoảng tầm hơn 2 triệu sẽ môn đã được đốt thế này đấy. rồi thì đó đây là cái thông tin cập nhật so sánh giữa ngày 21 ngày 22 đã giảm 24 phần à, trăm còn đây là cái khối lượng giao dịch trong uh, tuần vừa rồi này là 11 triệu đô la khối lượng giao dịch trong một tuần 1 2 3 4 5 6 7 đó thành khoản đây họ đã ghi rất là rõ rồi họ đây là những cái thông tin cập nhật nhanh về token sẽ môn cũng như là thị trường nếu như cô chú anh chị và các bạn thấy video này nó có hữu ích thì đừng quên like share và subscribe à, và nếu như cô chú anh chị muốn tìm hiểu thêm một số những cái thông tin bên lề về tự do tài chính à, kinh doanh online học ngoại ngữ tiếng Anh tự học tại nhà mà không muốn mất tiền đi học trung tâm thì có thể tham khảo trên cái blog quen thằng com thằng chia sẻ hoàn toàn miễn phí cũng như là những cái kinh nghiệm mua sắm săn mã giảm giá trên các, các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki và Lazada. Đừng quên ghé qua cái blog nguyenthanh.com để ủng hộ thắng cũng như là à, chúng ta giúp thắng click vô những cái quảng cáo trên này để mà thắng có thể tạo được cái sự tương tác tốt hơn đối với thuật toán của Google. Đến đây video xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.